Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay thị trường khí Việt Nam đang kinh doanh các sản phẩm khí chủ yếu như khí thiên nhiên, khí đốt hóa lỏng LPG, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, khí nén thiên nhiên CNG. Theo thống kê, thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn gần đây, khoảng 10%, trong khi mức tăng trưởng trung bình của thế giới và khu vực chỉ khoảng 4%. Trong năm 2021 vừa qua, thế giới tiếp tục trải qua một năm đầy biến động vì đại dịch COVID-19, khi việc giãn cách xã hội kéo dài trên diện rộng làm đứt gãy các chuỗi sản xuất cung ứng. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư ngành công nghiệp khí của Việt Nam nói chung cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lần đầu tiên huy động khí đạt mức thấp kỷ lục. Nhu cầu khí LPG dùng trong công nghiệp, tiêu dùng trong nước có thời điểm giảm từ 35 đến 40%. Trước tình hình đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas, đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp khí Việt Nam, đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, PVGas đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, ghi dấu ấn mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả ấn tượng, bao gồm kiểm soát tốt dịch COVID-19, vận hành an toàn, hiệu quả, hệ thống các công trình khí, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, chế độ chính sách, thu nhập cho người lao động, và đặc biệt đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020. PVGas tiếp tục nằm trong top đầu các doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường và có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Bước sang năm 2022, PVGas đưa ra rất nhiều các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch. Trong năm nay, đơn vị dự kiến sẽ hoàn thành thi công, đưa vào vận hành dự án kho LNG 1 MMTPA tại Thị Vải và các dự án thành phần, đẩy mạnh công tác tìm kiếm phát triển thị trường tiêu thụ khí LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước. Để đạt được những mục tiêu này, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp, chú trọng công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và đề cao văn hóa doanh nghiệp, một vấn đề cốt lõi mang lại thành công của đơn vị. Với tầm nhìn, sứ mệnh và cái giá trị cốt lõi là kết nối, văn minh và trách nhiệm, thì ba cái giá trị cốt lõi đó thì giúp cho chúng tôi tạo ra một cái môi trường làm việc rất là thân thiện, cởi mở và khuyến khích sự sáng tạo. Và trên cái nền tảng đó thì các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nảy mầm và được tôn trọng và phát huy đưa vào trong cái thực tế sản xuất. Có thể nói giai đoạn vừa qua cũng là giai đoạn mà hệ thống đường ống và thiết bị của PVGas đã đưa vào vận hành nhiều năm, cần phải triển khai nhiều hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, thi công đấu nối trong khi công trình đang vận hành. Đưa các hệ thống khí vào vận hành an toàn sớm hơn tiến độ, góp phần làm lợi hàng tỷ đồng do rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa và tiếp nhận khí sớm hơn kế hoạch. Nhà máy đã thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa để giúp cho các hệ thống thiết bị hoạt động tin cậy và ổn định. Thì trong đó là tất cả các hệ thống thiết bị đều được thực hiện kiểm soát công tác bảo dưỡng sửa chữa bằng phần mềm quản lý Maximo và thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch cũng như là theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, dự báo công tác kinh doanh các sản phẩm khí nói chung sẽ tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó bao gồm việc giá khí tăng quá cao, làm giảm lợi thế cạnh tranh so với các nhiên liệu thay thế, việc suy giảm nguồn cung khí nội địa, các khó khăn trong việc nhập khẩu LNG, do đó cần thiết phải xây dựng các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng và phát triển của thị trường. Duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành công nghiệp khí Việt Nam nói chung. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cũng như quyết định 2233 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ mục tiêu đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Để hiện thực hóa được mục tiêu chiến lược đề ra, PVGas đã và đang triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp theo từng giai đoạn khác nhau. Trong đó, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm giải pháp mang tính đột phá. Đó là giải pháp về công tác cán bộ, giải pháp về tháo gỡ cơ chế chính sách và giải pháp về phát triển thị trường. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, dự báo cung cầu khí của cả nước và từng khu vực, thì giai đoạn sau năm 2020, khi nguồn khí khai thác trong nước không đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường, cần phải nhập khẩu LNG để bù đắp sản lượng khí bị thiếu hụt và đảm bảo cung cấp khí cho các nhà máy điện, xu hướng giá khí khai thác trong nước tăng cao.
Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có các giải pháp đồng bộ và triển khai chặt chẽ để đảm bảo việc duy trì phát triển ổn định các mỏ khai thác khí, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước đang ngày càng tăng cao, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.